Hi, xin chào các bạn đã đến với phần tiếp theo của phần cho rùa ăn nha các bạn. Phần trước thì chúng ta đã xem các chú rùa trong các hồ trên ăn. Và chúng ta vẫn còn sót một chú rùa, hai chú rùa ở dưới hồ dưới cùng. Đó là rùa đá vàng và rùa quạ nha các bạn. Đấy. Hai bé này được nằm ở dưới đấy nên hay quên lắm. Mà quên quay thôi chứ vẫn ăn bình thường khỏe nha. Để mở đầu phần này chúng ta sẽ xem các bé này ăn như thế nào. Rất là sung nha các bạn. Size này cũng size tầm khoảng size 15 mà nha các bạn. Đấy. Một đen một vàng sống chung với nhau. Từ lúc nhỏ tới lớn. Rồi, hồ mình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn thấy nguyên vàng. Rùa ăn như thế nào nha. Đây là các loại rùa bán. Mình sẽ đi một vòng để đi nhanh luôn. Đây là rùa common nè. Rùa cổ sọc nè. Các chú rùa mà thuộc dạng cao cấp xịn đó. Rồi rùa đá vàng. Rùa tai đỏ. Rùa common tiếp theo. Rùa bán đồ. Rùa đá baby. Và rùa vẽ tay. Đấy. Tại sao rùa vẽ tay nhỉ? Vì bụng nó màu cam. Nó khá là hung dữ nên mình sẽ cho nó ở một mình. Và nó gần đây thì mình sẽ cho nó ăn luôn. Hai hộp. Đấy. Rất là nhanh nha các bạn. Thì mình sẽ tiến hành cho cái rùa nào mà ăn được đồ ăn to, hạt to. Mình sẽ cho ăn trước nha các bạn. Đây, ở đây chúng ta còn ba chú rùa tai đỏ nè. Mình sẽ lấy đoạn hộp vô luôn. Đấy. Anh thấy là rùa tai đỏ ăn rất là nhanh nha. Bỏ vô là ăn ngay. Đây. Ba chú. Chú nào cũng ăn người nha các bạn. Tuyệt vời. Giờ chúng ta sẽ đến rùa đá. Đây cũng có rùa đá nữa nha các bạn. Rùa đá size to cái này nên mình sẽ cho ăn đồ ăn hạt to luôn. Cho nhanh. Còn nữa nha các bạn, rất là nhiều. Cái chú rùa đá trên này đang rồi nha các bạn. Rùa tai đỏ thì ăn hết sạch rồi. Rùa đá nè. Trong lúc các chú rùa đá biết có đồ ăn thì chúng ta sẽ qua tới rùa common nha. Nhiều bạn thắc mắc thì không biết common nhỏ này nó sẽ ăn cái gì. Đấy, common nhỏ thì ăn đồ ăn nhỏ. Các bạn gửi vô tự động sẽ thấy nó ăn. Nhiều bạn mới mua về chưa kịp ăn thì nó chưa đói là một. Rùa nhỏ thì nó ít đói hơn rùa lớn nha. Thì ăn tiêu hóa của nó khá là chậm. Con số bé là tại sắp nó ăn nhiều rồi hay là nó mới đi đường về nên chưa đói thôi. Tại shop thì lúc nào cũng 2 ngày mới cho rùa ăn một lần để tránh việc các bé nhàm chán hay là làm biếng ăn và nó lại đồ ăn bỏ vô nó bị dơ nước. Đây các bạn thấy. Tiếp đến là rùa cổ sọc bên này. Đó. Chúng ta cũng sẽ rải đồ ăn vô.
thấy cái chú guacamole là được, từ từ ăn nha. Một củ sọc cũng vậy nữa. Đây, tôi tự động sẽ biết ăn thôi, nhưng các bạn không phải lo. Tiếp đến là hồ các chú rùa cao cấp hơn, rùa diver nè, common mớt, rùa bụng hồng nè, rồi rùa vẽ đông nè, này rùa vẽ tay nè, rùa sao đêm nè, và rùa công nữa. Đây, mình mở vô tập hợp chiếu cho các bé ăn. Một khổ sọc cũng đã bắt đầu ăn rồi. Cảm ơn. Đây, các bạn mua khổ sọc thì luôn yên tâm nha. Khổ sọc là để được nuôi kỹ, cho ăn rất là kỹ, có quay clip đầy đủ luôn. Mấy chú rùa xịn nhỏ là luôn luôn được chăm sóc rất là tốt, ở một hồ khá là đẹp nha, như villa, như biệt thự đấy. Mình quay rất chậm nếu bạn xem mấy chú rùa ăn lần lượt như thế nào. Này, ăn chóc 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 thế đã không? Đầu ăn từ từ nhé các bạn. Bây giờ chúng ta qua đến cái chú rùa common bên này. Chờ một tay đỏ thêm mấy hộp thôi. Nó ăn mà thấy hết nhanh dữ. Đây. Tiếp đến là rùa common. Rùa bán đồ. Cái này thì còn rùa đá nữa nè, cũng cho vô luôn. Đây, rùa đá thì nó quá quen rồi, thấy về cũng được lâu nên bỏ vô là ăn là mầm liền. Thời đỏ ăn rất là nhanh nha các bạn. Chưa biết đồ ăn ba nó quay đậu ở đâu, cái tật rùa nó vậy, nó không cho nó ăn là nó không thấy đường là nó không ăn đâu. Đấy, thấy chú đá nhỏ xíu mà thấy cương không. Chú vẽ tay này, bỏ bao nhiêu nó cũng ăn, thế thì vừa đá baby này. Cũng đang ăn nha các bạn. Đấy, cắn nhau rồi à? Không, dành cho hộp đồ ăn thôi, ăn còn nhiều mà mấy đứa. Đấy,
mình đùa khô sọc cho các bạn thấy hết sạch rồi nha. Bây giờ anh đổ thì mình sẽ biểu diễn cho bạn xem là nếu bỏ một chú cá vô thì rùa sẽ làm gì nha các bạn. Đấy. Đối với rùa baby nó vẫn ăn cá bình thường. Ngay đến rùa common baby cũng vậy. Đấy. Mình sẽ bỏ một chú cá vô thôi. Rùa common baby vẫn biết xé cá ăn nha. Cái này cũng tương tự vậy nha, rùa khổ sọc vẫn biết xé cá ăn. Đây mình đều có thể cho ăn đồ ăn khô hoặc đồ ăn hoặc là cá tươi, nhưng mà tất nhiên là giết chết thì các bé dễ săn hơn, chứ cá bơi mầm thì khó mà cho nó săn được. Đây. Hai chú rùa common hẹn nhau ăn một chú cá. Đây tụi nó giết cá rất là nhanh gọn lẹ, thấy không các bạn sẽ thấy. Biết là cũng vậy nữa. Chúng ta sẽ bỏ cá vô và tiết liền thì gì sẽ xảy ra. Đây. Cái vùng hồng này cũng nhoi lại ăn cá liền luôn nè. Vùng nó sẽ lại nó ăn hồi đồng nó xé. Sẽ làm thịt. Bây giờ chúng ta qua tới rùa tai đỏ nha. Nếu một chú cá chết bỏ vô trong rùa tai đỏ thì gì sẽ xảy ra? Như mỗi một chú cá chết bên rùa common luôn. Rồi bỏ bên rùa bản đồ luôn. Bỏ bên rùa cổ sọc luôn. Đây. Rùa cái tay thì khỏi nói rồi, đang siêu ghê. Đây. Một mình ăn hết luôn. Ghê thật. Chứ gù đá bên này càng hết rồi nè. Đây, cái gù đá này thấy cá rồi nè. Tức lại bắt ăn liền luôn. Xé nghe thật, con mon cũng biết xé nha các bạn. Đây là toàn bộ các chú rùa đã được phép ăn tại shop nha.
Bạn nào thích mua rùa gì thì cứ liên hệ đường link Facebook hoặc Zalo bên dưới. Các bạn xem clip thấy hay thì nhớ đăng ký subscribe cho kênh YouTube của Web Show luôn các bạn. Rất nhiều các clip hay và các bé đầu tư. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nữa nhé. Bye bye.